Hello anh em, lại là mình đây. Hôm nay mình tiếp tục lên clip mới cho anh em ăn. Hôm nay có đồ chơi máy lên cho anh em luôn. Con máy này là của ông anh. Ông nghỉ cưa lâu lắm rồi. Hồi đó làm ba cái ông để dành ông rọc cây đồ đẻo ba cái cây đồ trong trại á. Bây giờ nghỉ rồi chuyển sang nghề khác. Đem ra nhờ mình thanh lý. Máy này tình trạng nó là chưa vệ sinh nha anh em. Bụi bẩm đồ còn nguyên si nha. Mà ổng nhờ mình thanh lý, giá này mình thấy cũng hợp lý luôn nha anh em. Cho những anh em nào mà không cần hình thức bên ngoài mà cần cái bộ ruột bên trong. Nói chung là chất lượng của máy là ok á. Mà mình nói là cái máy này là mình bán, là bán thanh lý cho anh em. Thành thử ra cũng không có coi hết. Ổng cũng hồi đó là ổng mua lại của anh ổng, mà giờ ổng xài hết. Rồi bây giờ ổng không có xài nữa, ổng đem ra là thanh lý luôn. Rồi mình cũng chưa có kiểm tra luôn, mình chỉ có xúc rửa bình xăng con sơ cái rồi chỉnh xăng gió là lại là ok. Mình nghe tiếng máy nổ là còn ngắm nha anh em. Còn mình bán đây là bán dạng bán thanh lý, bán mù, không có bao gì hết á. Anh em nhắm coi được thì lụm. Giá cũng giá VIP luôn. Người ta kêu sao mình bán vậy, cái này bán giùm. Là tình trạng con máy là mình thấy lằn chỉ đen đồ nó còn nha anh em. Nhưng mà để theo năm tháng á, nó bị dính bụi quá trớn, nó bám đất vô nhiều quá. Ốp giật này cũng là còn zin nè, nắp xăng nắp nhớt nè, zin luôn nè. Ốp giật này zin luôn nè, tay giật còn luôn nè. Có đứt cái gục cao su giật đây nè. Tay cầm zin còn luôn nè, mà nó hơi bị mẻ đây xíu. Bô bọng đồ thì ok. Có luôn cái lam luôn nha anh em. Lam đầu Latin thì cũng còn ok lắm. Lam này lam Oregon ngày xưa luôn á anh em. Nó mắc cái cản thắng. Ốp lam zin còn đẹp, chưa vệ sinh. Thùng xăng lớn cũng zin luôn nha. Đó. Đời này là cái chữ cái tin nó nằm dưới nha anh em, chứ nó không có nằm ngang hông. Đời này đời trước. Đó. Hơi hám thì mình kéo thử thì cũng còn bực bực luôn anh em. Mà ông nói là để nguyên gì bán. Đó. Ví dụ mình đặt trường hợp đi, nó mà còn nguyên kia luôn, là nếu mà người biết bán thì họ sẽ không bán giá này. Còn cái này là của người ta không xài nữa, người ta đem ra ký gửi kêu mình thanh lý giùm thì mình thanh lý giùm thôi, mình cũng không có kiểm tra nữa. Mà anh em cũng thông cảm. Còn cái máy nào của mình thì mình sẽ kiểm tra và mình báo tình trạng rõ. Còn cái máy này là máy ký gửi, thành thử bán là bán gì, anh em nhắm mua được thì mua, không mua được thì thôi, mình chỉ nói vậy thôi. Còn đồ đạc mình đã thử cho anh em nghe nè, hơi hám nè, mình cũng không có bung được, tại vì của khách. Cái nào của mình thì mình sẽ kiểm tra kỹ, còn cái nào của khách ký gửi thì người ta kêu bán nhiều thì mình bán nhiều. Đó, anh em cảm thấy chơi được thì chơi, mua được thì mình cảm ơn, vậy thôi, bán giùm. Này là vậy, nó là vậy, có sao mình bán vậy. Đó. Xăng con các cái đồ là còn zin hết. Có nồng dên là mình chưa kiểm tra nè, anh em thấy dấu ốc mình chưa mở luôn mà. Đó. Mà mình nghĩ thì chắc nó đó, cái hờ vậy là biết rồi ha. Vậy đi, chơi game show luôn. Đó, bán thanh lý trong ngày hôm nay. Đầu luôn lam xích gì luôn, ổng bán là 4 triệu. Anh em nào nhanh tay trước thì được trước ha. 4 triệu thôi. Đó. Rồi anh em nào chốt trước thì được trước. Rồi để nổ máy cho anh em nghe luôn. Chứ cái tánh mình là cái nào bán mù là bán mù, cái nào là của ta ký gửi thì mình phải nổ máy cho anh em nghe và đánh giá luôn ha. Anh Ti hơi nhỏ anh em ơi. Anh em ơi,
rồi, tìm chính hãng nha, phải của Thập Cẩm Bình nha. Rồi anh em nào yêu thì liên hệ mình qua số điện thoại mình để dưới phần mô tả. Anh em xem clip thấy hay thì cho mình xin một like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ để tạo động lực cho mình làm nhiều video tiếp theo. Ok, chào tạm biệt, hẹn anh em, chào, hẹn gặp tất cả anh em vào clip sau. Ok, thank you, bye bye anh em. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều.